Long Phú xin kính chào quý vị đến với bản tin Việt Nam từ thành đến tỉnh. Và sau đây là phần tin chi tiết, kính mời quý vị cùng theo dõi. 5 sân bay dừng hoạt động do ảnh hưởng bão Noru. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Pleiku, Phu Cát, Chu Lai sẽ tạm đóng cửa trong ngày 27, 28 tháng 9 do ảnh hưởng của bão. Theo quyết định cảng vụ hàng không miền Trung, sân bay Chu Lai, tỉnh Quảng Nam tạm ngừng hoạt động từ 7 giờ ngày 27 tháng 9 đến 7 giờ ngày 28 tháng 9. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Thừa Thiên Huế, Phu Cát, Bình Định, Pleiku, Gia Lai dừng các chuyến bay từ 12 giờ ngày 27 tháng 9 đến 12 giờ trưa ngày 28 tháng 9. Đại diện hãng Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay xuất phát từ Chu Lai, Phú Bài, Đà Nẵng, Pleiku, Quy Nhơn sẽ tạm dừng hoạt động vào thời điểm trên. Các chuyến bay đến và đi từ sân bay Vinh, Đồng Hới, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Tuy Hòa có thể điều chỉnh lịch bay. Ngoài ra, một số chuyến bay từ các sân bay khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại Tây Ninh, một tên trộm đã trốn thoát trong khi đang bị công an tỉnh Tây Ninh điều tra. Lợi dụng được đưa đi chữa bệnh, Trần Phước Thiện trong băng trộm liên huyện đang bị công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đã bỏ trốn, nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã trên toàn quốc. Ngày 25 tháng 9, công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh